Thầy chào các em. Trong video bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em tính tổng các nghiệm của phương trình lượng giác bằng máy tính Casio FX580. Câu số 1. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình sin 2x trừ cos x bằng 0 trên đoạn từ 0 đến 2π. Thì trong lượng giác, nếu phương trình mà có π này, có π thì chúng ta phải cài máy tính về chế độ radian bằng cách nhấn shift menu, nhấn vào số 2, nhấn tiếp số 2 là xong. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn menu 8 và nhập vế trái của phương trình vào máy tính. Vế trái chính là sin 2x trừ cos x, và là sin 2x nè trừ cos x. Và để dùng một bảng giá trị thì chúng ta nhấn vào shape menu, nhấn xuống mũi tên xuống 2 lần, nhấn mũi tên xuống 2 lần nè, nhấn vào số 1, nhấn vào số 1, rồi nhập lại nè, sin 2x trừ cho cos x, ấn bàn. Thì bắt đầu ở đây là 0, kết thúc là 2π. Bước nhảy thì chúng ta nhấn là 2π chia cho 20 thôi. Ấn bàn. Thì chúng ta quan sát bằng FX nè, là từ trừ 1 nè, đúng không? Trừ 1 rồi coi đảo dấu hay không nha. Rồi chỗ này là -0.36 này, rồi nó đây nó chuyển qua là 0.142, thấy chưa? Vậy nó đảo dấu từ x trong khoảng gì đây? Trong khoảng từ 0.3141 này, 0.3141 đảo dấu trong khoảng là đến gì đây? Đến là 0.628, thấy chưa? Là ghi ra. Rồi câu 1 nè. Khoảng từ 0.3141 đến là 0.6283. Được chưa? Là có một nghiệm rồi đó. Có một nghiệm thì để đó tính sau, x1 bằng đó, để đó. Chúng ta ghi x1 bằng thôi, để đó. Được chưa? Trong khoảng có nghiệm rồi đó. Rồi tiếp tục. Chúng ta nhấn xuống nè. Rồi nó dương, đảo dấu có nghiệm chưa? Đảo dấu có nghiệm. Rồi nghiệm tiếp theo là nghiệm gì đây? Nghiệm chỗ bằng 0 này, máy đây. Nghiệm này là 1.57 này. Đây chính là nghiệm x2 á, 1.57. Cái đây thì nhớ không nhầm thì cái này chính là π/2 này. π/2 đó. 1.57 là π/2. Rồi âm sang dương, thấy chưa? Âm sang dương. Và bên x thì nó từ mấy đây? Thuộc khoảng là từ 2.5132 đến gì đây? Đến 2.8274, thấy chưa? Là nghiệm x3 đó. Đây chính là nghiệm x3 này. X3 bàn để đó. Rồi tiếp theo nhấn xuống, rồi tiếp theo có một nghiệm là 4.7, đằng sau có con không, chưa? Nghĩa là FX có con không thì nghiệm nó là 4.771 này. Nghiệm tiếp theo là 4.7123 này, đây chính là nghiệm x mấy đây? x4 đó, x4 rồi đó. Và nhấn tiếp tục âm mở đó, rồi thấy rồi, bốn nghiệm, thấy chưa? Có bốn nghiệm, có bốn nghiệm mà người ta bác tính tổng, mà nghiệm này chỉ biết được nghiệm x/2 thôi này, còn nghiệm này chưa biết, đúng không? Thì chúng ta còn một cách nữa là chúng ta dùng gì đây? Chức năng shift tool. Bây giờ chúng ta nhập phương trình lại để tìm nghiệm chính xác của nó. Và chúng ta nhập là sin 2x này trừ cho cos x
Sau đó thầy nhắn sếp Sun. Sếp Sun nghe chưa, chức năng rất là hay luôn. Sếp Sun thì trong x thuộc khoảng là từ trừ từ 0,3141 đến 0,6283, thầy nhắn cho đại một cái số bất kỳ ở đây trong khoảng này đúng không, thì cho là x bằng 0,3141 điểm nó dò 0,3141 đúng không, đó ấn bàn máy tính nó dò cho mình chính xác luôn. Rồi xong tiêu đường nghiệm này thấy không, 0,523 gì đây, số rất là dài, thì chúng ta sẽ nhắn là Sato này thấy không, nhắn Sato và nhắn cái dấu đóng ngoặc này, dấu phải á, nhắn cái dấu đóng ngoặc cái thằng kia, dấu đóng ngoặc này đó, thì nó chính là bi chia 6 và là x1 là bi chia 6 này. Và đây thì chúng ta lưu ý cho thầy này, để mà lưu cái phương trình này vào máy tính này thì lưu như này, lưu luôn cho dễ này, và sin hay x này đúng không, chúng ta trừ cho cos x và chúng ta nhắn là dấu bàn, nhắn dấu bàn này là nó lưu cho mình đâu, nhắn dấu bàn này, nhắn vào dấu bàn đó, rồi nhắn lại ac này vô lại nó lưu hết chưa, nó lưu rồi. Giờ nhắn tiếp tục này, shift sun và chỗ này là bi chia 2, không tin thì nhập lại cho em xem này, 1,57 này, 1,57 này, bàn bàn, và nhắn sato đóng ngoặc lại này, chính là bi chia 2 chính xác chưa đó. Rồi đây tiếp tục nhắn shift sun, chỗ này là 2,5132 đến là 2,8274 thì thầy nhắn là 2,5132 thôi, nhắn là 2,5132 ấn bàn bàn. Rồi sau đó chúng ta nhắn sato dấu đóng ngoặc này, đó là nam bi chia 6, nghiệm x3, nghiệm x3 là nam bi chia 6, còn x4 thì nó là 4,7123. Trở lại nhắn shift sun 4,7123 ấn bàn bàn. Sau đó nhắn sato sato dấu đóng ngoặc này, nó lên là 3b chia 2, x4 là 3b chia 2. Vậy tổng cắt nghiệm luôn như đây, tổng cắt nghiệm của phương trình là x1 cộng x2 này, x1 cộng x2 cộng x3 và cộng cho x4. X1 là bi chia 6 cộng x2 là bi chia 2 cộng x3 là 5 bi chia 6 và cộng x4 là 3 bi chia cho 2. Rồi lấy máy tính bấm 1/6 cộng 1/2 cộng 5/6 cộng cho 3/2, kết quả là bằng 3, gán bi vào thì được là 3 bi. Vậy tổng cắt nghiệm của phương trình này là 3 bi, do đó thì câu 1 chọn đáp án là D. Rồi tiếp theo câu số 2, tổng tất cả cắt nghiệm của phương trình cos bi chia 6 trừ 2x bằng sin x trên khoảng là bi chia 2 đến 2 bi. Thì trước tiên chúng ta sẽ nhắn là mod 8, chuyển sin x qua bên trái thì được là cos bi chia 6 này trừ cho 2x trừ cho sin x ấn bàn. Bắt đầu thì chúng ta nhắn là bi chia 2, bắt đầu là bi chia 2, nhớ chưa, bắt đầu là nhắn bi chia 2, xếp bi chia 2 này, kết thúc là nhắn 2 bi, kết thúc là 2 bi, 2 xếp bi. Và bước nhảy thì chúng ta lấy đằng sau trừ đằng trước chia cho 20, lấy 2 bi trừ cho bi chia 2 chia 20, chúng ta ghi là 2 bi thôi, trừ cho bi chia cho 2 này, tất cả đem chia cho 20, ấn bàn ấn bàn. Rồi quan sát bên fx đấu dấu thôi là xong, âm âm này, rồi từ âm sang dương chưa, âm sang dương này thấy không, rồi quay lại trước xem nó là x chỗ nào, x thuộc khoảng là 2,748 đúng không, rồi ghi vô đây, đây
Câu 2 này là x thuộc khoảng là 2,7488. Đến đây. Đến là 2,9845. Là có một nghiệm x mấy đây? Có nghiệm x 1 rồi đó. Ở địa đó. Tiếp tục. Dương nè, vẫn dương. Rồi cứ nhấn xuống này. Rồi từ dương sang âm chưa? Từ dương sang âm này, thấy chưa? Đó, vậy xem trước nó chính là gì đây? 4,86. 4,86 94. Đến đâu này? Đến là 5,105. 5,105 là có được nghiệm x2 chưa? X2 để đó. Rồi tiếp tục này. Nhấn xuống. Tiếp tục là nhấn xuống thì nó có nghiệm tiếp theo thấy không? Từ âm sang dương chưa? Vậy nó tăng khoảng là từ 5,105 này. 5,105 đến là 5,3407 nè. Có được nghiệm x mấy? X3. Rồi tiếp tục nhấn tiếp tục xuống nè. Dương nè. Rồi dương. Thấy rồi đúng không? Và nó có 3 nghiệm thôi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng chức năng là shift tool để tìm nghiệm chính xác của nó mới tính tổng được. Rồi nhập cho máy tính là code bi chia cho code bi chia cho 6 này, trừ cho 2x, trừ cho sin x. Rồi nhấn shift tool nha, shift tool. Và trong khoảng từ 2,7488 đến 2,9845 thì chúng ta nhập một số bất kỳ trong khoảng này thôi. Chẳng hạn nhập 2,7488 này. 2,7488 bàn má nó dò cho. Rồi nó dò được nghiệm là 2,79 mấy đây, được chưa? Chúng ta lưu nghiệm này, thì chúng ta nhắn gì đây? Để tìm nghiệm chính xác của nó thì chúng ta nhắn store gì đây? Store dấu đá ngoặc này, đó là tóm bi chia 9. Vậy là x1 là bằng tóm bi chia 9, tóm bi phần 9 này. Đó, tiếp tục. Và thầy lưu cái này vào máy tính đi. Thầy quen lưu rồi. Lưu lên cho dễ, dễ chưa? Lưu cho dễ nha, lưu cho nó dễ. Rồi, cos bi chia 6 trừ 2x này, trừ cho sin 2x. À, sin x được chưa? Trừ sin x. Ấn bàn. Rồi nó lưu rồi đó. Giờ vô đây bấm nè. Rồi có sẵn này chưa? Ấn shift tool. Và trên có khoảng là từ 4,8694 này đến 5,105 thì chúng ta nhấn x bàn 4,8694 vào. 4,8694. Ấn bàn. Sau đó nhấn store dấu đá ngoặc thì nó lên là 14 phần 9 nhân bi là 14 bi chia 9 đó. Rồi tiếp tục nhấn shift tool. Trong cái khoảng từ 5,105 đến 5,3407 thì ta nhấn x bằng 5,105 vào. 5,105 vào. À, 5,105 mà. 105. Ôi ghi nhầm. 5,105, ok. Ấn bàn. Sau đó nhấn store dấu đóng ngoặc thì được là 5 bi chia 3. X3 là 5 bi chia 3. Vậy tổng các nghiệm thì lấy gì đây? X1 cộng X2 và cộng X3. X1 là 8 bi chia 9, X2 là 14 bi chia 9, X3 là 5 bi chia 3. Chúng ta lấy 8 phần 9 cộng 14 phần 9 cộng 5 phần 3. 8 phần 9 này cộng cho 14 phần 9 cộng cho 5 phần 3. Kết quả là bằng 37 phần 9, có nghĩa là bằng 37 bi chia 9.
Vậy thì câu 2 chọn đáp án đúng là đáp án B. Rồi tiếp theo câu số 3. Câu số 3 này. Câu số 3 là tổng tất cả các nghiệm của phương trình. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình căn 2 nhân cos 3x bằng sin x cộng cos x trên khoảng từ 0 đến 2 pi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn menu tóm này, nhập cái phương nhập cái chuyển cái này, chuyển hết cái này sin x cộng cos x qua bên trái này. Nhập vào là căn 2 nhân cos 3x trừ cho sin x, chuyển qua trái đầu dấu, trừ cho cos x. Sau đó nhấn bàn. Bắt đầu là nhấn số 0. Kết thúc là nhấn 2 pi. Bước nhảy là nhấn 2 pi chia cho 20. Ấn bàn, ấn bàn. Rồi chúng ta quan sát bên FX này. Từ dương sang âm chưa? Đó, từ dương sang âm chưa? Vậy cái này thì nghiệm ra trong khoảng từ đâu? Từ 0 đến gì? Từ 0 đến 0,3141. Rồi câu số này, câu số 3 đó. Câu là số 3 này. Là số 4 này. Câu là số 5. Rồi, câu số 3 này. Câu số 3 thì trong khoảng từ 0 này đến 0,3141 là có một nghiệm là x1. Đúng chưa? Rồi tiếp tục. Nhấn xuống, cứ nhấn xuống đi. Rồi. Đổi dấu từ trừ 1 đúng không? Đổi dấu thấy không? Âm này sang dương chưa? Từ 1 đến âm 0,5 mấy là 0,50 này là đổi dấu chưa? Và đằng trước của nó là gì đây? Đằng trước của nó là 1,57. Trong khoảng là 1,57 này. Đến gì đây? Đến 1,884. 1,57 đến 1,884. 1,84 tám 884 cũng được rồi. Là nghiệm x mấy đây? X2. Tiếp tục. Rồi tiếp theo này. Đảo dấu chưa? Từ dương sang âm chưa? Trong khoảng từ 2,513 đúng không? 5132 đến 2,8274. Trong khoảng từ 2,5132 này đến 2,8274 thì nó có một nghiệm là x mấy? X3. Thì đó. Tiếp tục. Kéo xuống. Âm này. Âm sang dương chưa? Âm sang dương này. Vậy trong khoảng từ 3,141 đến đến là 3,455. Trong khoảng là từ 3,141 này, 415 cũng được, đến 3,455, 557 á, 4557 thì chưa, 4557 thì có một nghiệm là x mấy? X4. Nghiệm hơn nhiều á, nghiệm hơn nhiều. Tao nhắn xuống nè, nhắn xuống. Rồi có nghiệm chưa? Từ dương sang âm chưa? Dương sang âm thấy chưa? Đó. Trong khoảng từ 4,7123. Trong khoảng từ 4,7123 này. Đến đâu đây? Đến là 5,0265. 5,0265 này, nó có một nghiệm là x mấy? X5. Nghiệm hơn nhiều. Rồi tiếp tục. Âm rồi. Rồi âm sang dương chưa? Đó thấy chưa? Trong khoảng từ 5,654. Trong khoảng từ 5,6548 này, 548. Đến 5,969. Đến 5,969 là nó có được nghiệm là x6. Bàn. Rồi bây giờ chúng ta đi tìm chính xác nghiệm của nó bằng cách chúng ta sẽ sử dụng chức năng là shift tool. Rồi nhắn lại này. Phương trình đâu? Đây. Căn 2 này.
căn 2 cos 3x trừ sin x trừ cos x. Và chúng ta lưu cái phương trình này vào máy tính bằng cách chúng ta nhấn nhấn dấu bàn nha. Rồi nó lưu rồi đó, nhấn dấu bàn nó lưu rồi. Sau đó thì mình sẽ tìm nghiệm chính xác của nó. Rồi vô đây nhập lại. Thấy chưa? Nhấn shift tool. Shift tool thì trong khoảng từ 0 đến 0,3141 thì chúng ta nhấn là x bằng 0 đi. Cho 0 vào. Ấn bàn. Sau đó chúng ta nhấn Start, đóng ngoặc lại thì nó được là b chia 16. X1 là b chia 16 này. Rồi trong khoảng từ 1,57 đến 1,884 thì chúng ta nhấn là x bằng 1,57 vào. Rồi, shift tool. 1,57. Ấn bàn. Rồi nhấn Start, đóng ngoặc lại thì nó được là 9b chia 16. X2 là 9b chia cho 16 nè. Rồi X3 trong khoảng từ 2,5132 đến 2,8274 thì chúng ta nhấn là x bằng 2,5132. Shift tool nha. Nhấn là 2,5132 nè. Ấn bàn. Rồi nhấn Start, dấu đóng ngoặc. Được 7b chia 8. X3 là 7b chia 8. X4 thuộc khoảng là từ 3,1415 đến 3,4557 thì thầy nhấn là x bằng 3,1415. Rồi shift tool 3,1415 bàn ấn bàn. Rồi nhấn Start, dấu đóng ngoặc thì được là 17b chia 16. 17 này, b chia cho 16. Nghiệm nó rất là nhiều luôn. 6 nghiệm. Rồi tiếp theo trong khoảng từ 4,123 đến 5,0265 thì ta nhấn là x bằng 4,7123. Rồi shift tool này. 4,7123. Ấn bàn. Rồi nhấn Start, dấu đóng ngoặc lại thì được là 25b chia 16. Được là 25b nha. 25b chia 16. Nghiệm cuối cùng là x thuộc khoảng là 5,648 5,6548 đến 5,969 thì chúng ta nhấn là x bằng 5,6548. Chức năng shift tool rất là hay luôn. Rồi shift tool 5,6548. 5,6548. Ấn bàn. Rồi nhấn Start, đóng ngoặc lại thì được là 15/8. 15b chia 8. Vậy tổng các nghiệm thì có x1 cộng x2 cộng x3 cộng x4 cộng x5 và cộng cho x6. X1 là b chia cho 16 này. X2 là 9b chia cho 16. X3 là 7b chia 8. X4 là 17b chia cho 16. X5 là 25b chia cho 16. X6 là 15 phải không? 15b chia 8. 15b chia 8. Tổng lại được chưa? Bấm này. Bấm 1/16 cộng 9/16. 1/16 này. Cộng 9/16. Rồi cộng cho 7/8. Cộng cho 17/16. Cộng cho 25/16. Cộng tiếp cho 15/8.
ăn bàn được là 6, gán bi vào là 6 bi. Một câu rất là dài luôn. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án A, câu 3 chọn A. Tiếp theo là câu số 4. Câu 4 thì chúng ta lưu ý cái khoảng rất là dài, 0 đến 100 bi thì chúng ta không thể giải máy tính được. Do đó thì chúng ta phải làm bằng tay. Đấy chưa? Chứ làm máy tính không có ra đâu. Máy nó không có chạy nổi. Lưu ý như thế. Máy tính chỉ xử lý trong giới hạn cho phép. Câu 4 là tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình cos x bằng 0 trên khoảng từ 0 đến pi. Thì cos bằng 0 thì chúng ta đã biết giải rồi, rất là dễ đúng không? Cos bằng 0 thì x bằng pi chia 2 cộng cho k2pi, này rất đơn giản, k thuộc z. Rồi. X thuộc khoảng 0 đến 100 pi có nghĩa là từ đây chúng ta xử lý được vấn đề là gì đây? X sẽ lớn hơn 0, nhỏ hơn bằng 100 pi, nhỏ hơn 100 pi xin lỗi. X lớn hơn 0, nhỏ hơn 100 pi. Vậy thì x là pi chia 2 cộng k pi thì chúng ta có là pi chia 2 này cộng cho k pi này nó sẽ lớn hơn 0, nhỏ hơn 100 pi. Đồng ý chưa? Nhỏ 100 pi. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm k mà. Vậy là kb nó sẽ lớn hơn bằng mấy? Lớn hơn trừ mấy? Trừ pi chia 2, nhỏ hơn 100 pi trừ pi chia 2. Và muốn tìm k thì chúng ta sẽ chia luôn cho gì đây? Trừ pi chia 2 mình chia cho pi là còn trừ 1/2 này. Rồi cái này là 100 pi trừ pi chia 2 rồi chia cho pi nữa. Lấy máy tính bấm cho nó lại. 100 pi này, 100 đi. 100 trừ 1/2 là trừ 0,5 á, trừ 0,5. Rồi chia cho pi thì thôi chia đâu, đúng không? Chia cho pi thì khỏi chia cũng được, coi chia cho 1. Là còn 99,5. 99,5. 1/2 á, trừ 1/2 chính là 0,5 á, 0,5 này, cái này chính là 0,5, âm 0,5. Vậy k nó lớn hơn âm 0,5, nhỏ hơn 99,5. Vậy k lớn âm 0,5 thì k từ đâu? K lấy từ đâu? K sẽ lấy từ số 0, đúng không? K nguyên mà. K từ số 0. Vậy k thuộc cái đây. Từ số 0, đúng không? Lớn âm 0,5 từ số 0. Đến mấy? Đến nhỏ hơn 99, nhỏ hơn 99,5 thì lấy mấy? Lấy 99 thôi. Đó, tới đây thì chúng ta dùng máy tính để tính nghiệm, tính tổng các nghiệm của nó. K thuộc tập hợp là từ 0 đến 99. Vậy tổng các nghiệm mình sẽ tính này. Thì các em sẽ tính tổng nghiệm như thầy như sau này. Chúng ta sẽ nhập vào máy tính như thầy là cái tổng này. Cái tổng. Tổng lại là đây đây, nhấn này. Nhấn shift với dấu tính tổng này. Thấy chưa? Thì dưới này nó có chữ x này. X chính là k đó. X này thầy nhập cho em, nhập cho thầy là gì đây? Từ mấy? Từ 0, chỗ này là 99 nè. Còn bên trong á là chúng ta sẽ ghi là pi chia mấy? Pi chia 2 thế nha. Pi chia 2. K chính là gì? K chính là x á. Chúng ta ghi là x pi. Được chưa? Đó. Rồi bấm thôi. Rồi nhập vô này. Bên trong là ghi là pi chia cho 2 cộng cho x pi. Rồi chỗ này ghi là 0 nè. Trên đây là ghi 99. Ấn bàn. Kết quả là ra 5.000 pi. Rất là nhanh luôn thấy không? Tổng này bằng 5.000 pi. Vậy thì câu 4 chọn đáp án là C. Câu cuối cùng, câu số 5. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình sin 2x cộng 4 sin x trừ 2 cos x trừ 4 bằng 0 trên khoảng từ 0 đến 200 pi. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi giải phương trình sin 2x cộng 4 sin x trừ 2 cos x trừ 4 bằng 0. Vậy là phương trình tương đương sin 2x là bằng 2 lần sin x cos x cộng 4 sin x. Chúng ta để ý một tí nè,
Nếu chúng ta đạt hai lần sin x ra ngoài, đạt hai lần sin x ra ngoài thì bên trong sẽ còn gì đây? Còn cos x cộng cho 2 đúng không? Còn chỗ này thì nó có là 2 cos x trừ 4 nè. Thì chúng ta đạt mấy ra ngoài? Đạt trừ 2 ra ngoài thì ở trong nó còn cos x cộng 2. Vậy thì nó có nhân tử chung là cos x cộng 2. Vậy tương đương gì đây? Cos x cộng 2 nè nhân cho 2 sin x trừ 2 bằng 0. Vậy tương đương cos x cộng 2 bằng 0 thì cos x bằng trừ 2. Cái này vô nghiệm rồi. Bởi vì sao? Bởi vì sin của mình á, bởi vì cos xin lỗi, cos lớn bằng trừ 1, nhỏ bằng 1. Nhớ chưa? Rồi còn cái này là 2 sin x trừ 2 bằng 0 thì giải được là sin x bằng 1. Mà sin bằng 1 thì x sẽ bằng pi chia 2 cộng k2pi với k thuộc z. Mà x thuộc khoảng từ 0 đến 200pi có nghĩa là x lớn hơn 0, nhỏ hơn 200pi. Mà x là bằng pi chia 2 cộng k2pi. Từ đây chúng ta suy được là pi chia 2 cộng k2pi nè, nó sẽ lớn hơn 0, nhỏ hơn 200pi. Vậy lúc này chúng ta có được là k2pi lớn hơn chuyển pi chia 2 sang bên trái là sang bên này này chưa? Sang bên này này là được là trừ pi chia 2, rồi chuyển pi chia 2 qua đây luôn là nhỏ hơn là 200pi nè trừ cho pi chia 2. Vậy muốn tìm k thì chia hết cho 2pi thôi. Vậy k sẽ lớn hơn là trừ pi chia 2 mà chia cho 2pi, mắc pi là còn trừ 1/4 là trừ 0.25 này. Còn bên này là 200pi trừ pi chia 2, chúng ta nhắn là 200 trừ cho 0.5. 200 này trừ 0.5. Rồi đem chia cho 2pi là chia cho pi rút gọn rồi, chia cho 2 thôi. Đã được là 99.75. Vậy k lớn hơn âm 0.25, nhỏ hơn 99.75. Mà k thuộc z, cho đó thì suy ra được k là nó nằm, mà nó thuộc cái tập hợp là từ mấy? Từ 0 đến 99. Bây giờ chúng ta tính tổng. Nhập vào máy tính là tổng này. X từ đâu? Từ 0 này, x là k đó. Và 0 đến đâu? Chạy từ 0 đến 99. Và nghiệm của mình là gì đây? Nghiệm là pi chia 2 cộng k2pi thì chúng ta ghi là pi chia cho 2 cộng cho 2xpi. Rồi nhập vào máy tính này, xếp x. Rồi chúng ta nhập bên chỗ này là x từ 0 này, x là k đó, đến 99. Còn bên đây là bên trong là pi chia 2 này cộng cho 2xpi, ấn bàn thì được kết quả là 9950 pi. Kết quả là bằng 9950 pi. Và đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những video lần sau. Chào tạm biệt các em.